xin kính chào quý vị anh chị nhé, ở cùng quý nhà đầu tư đang xem trên kênh Bất Động Sản Tây Nguyên Gia Lai. Hiện tại em đã có mặt ở xã Gia Me cho quý vị anh chị. Hôm nay em giới thiệu cho quý vị anh chị một sản phẩm, một lô đất có tổng diện tích là 1,8 hectare nhé. Trên đất thì đã có trồng phun hết cà phê như thế này rồi. Cà phê rất là đẹp nhé quý vị anh chị. Ngoài ra còn khoảng 50 cây bơ như thế này. Cây bơ rất là to quý vị anh chị. Đó. Và với mức giá bán cực kỳ là hợp lý nhé quý vị anh chị. Đó. Và em xin phép giới thiệu qua các hướng đi cũng như là tiện ích của lô đất này nhé. Đó. Theo hướng con đường đất này nhé, chúng ta sẽ ra đến con đường bê tông là cách khoảng 1 km. Đó. Chúng ta đi thêm con đường bê tông đó 1,5 km nữa, chúng ta sẽ ra đến đường tỉnh lộ 675 nhé. Và đi về ủy ban xã Gia Me là khoảng 5 km. Ủy ban, trường học, trạm y tế nhé, là khoảng 5 km như vậy chị. Và chúng ta ra đến ngã ba Phú Mỹ, quốc lộ 14 là rơi vào khoảng 14 km nhé. Khu dân cư thì ở hết ngoài này nhé quý vị chị. Khu dân cư ở đây thì có một số hộ dân đang sinh sống ở trong này nhé. Lô đất của chúng ta có địa thế rất là đẹp nhé quý vị anh chị, rất là bằng phẳng nhé. Chất đất là chất đất đỏ Ba Giang nhé quý vị anh chị. Đó, chất đất đỏ Ba Giang. Toàn bộ cà của chúng ta ở đây là cà tơ hết nhé quý vị anh chị. Đó, cà tơ hết. Cà rất là đẹp quý vị anh chị. Ở đây thì được gia chủ mới bấm tỉa cành xong, rất là đẹp. Đó. Quý vị anh chị mua về đây thì đã có sẵn nguồn thu trên đất như thế này rồi. Ngoài ra thì có khoảng 50 cây bơ như thế này nhé. Khoảng 50 cây bơ rất là to như thế này. Đó. Tất cả là đang trong thời kỳ kinh doanh hết rồi nhé quý vị anh chị. Ở đây thì cũng có hộ dân sinh sống này. Ở đây cũng có nhé. Em thấy ở đây chất đất rất là tốt nhé. Em thấy cây sầu riêng nhà bên hàng xóm kia rất là tươi tốt quý vị anh chị. Đó. Ở đây thì khá là kín gió nhé. Đó. Quý vị anh chị nào không thích trồng cà phê thì chúng ta có thể nhổ bỏ đi. Và chúng ta trồng sầu riêng với giá trị rất là cao nhé. Chúng ta để lại cây cà phê cũng được nhé quý vị anh chị. Cà phê thì 1 hectare thì đã trồng phun cà phê như thế này rồi, khoảng 50 cây bơ như thế này nhé. Ở dưới đây thì có một cái hồ nhé quý vị anh chị. Trên đất thì có một cái giếng và một cái hồ nhé. Ở ngay dưới này thì nữa em sẽ bay flycam lên, sẽ vẽ danh và thể hiện trên màn hình flycam cho quý vị anh chị, để quý vị anh chị có cái nhìn tổng quan nhất về lô đất sản phẩm này nhé. Ở đây thì chúng ta có một cái chòi nhỏ, để ví dụ anh chị mà không muốn định cư ở đây thì chúng ta có thể làm nương làm dãy, chúng ta có thể nghỉ trưa ở đây. Có một cái chòi nhỏ bằng tôn thôi ạ. Và quý vị anh chị nào muốn định cư sinh sống tại đây thì chúng ta có thể xây nhà kiên cố ở đây cũng được nhé. Cà phê rất là đẹp đúng không anh chị. Trên đất thì có đường điện nhé, có đường điện, có một cái giếng, có hồ nhé. Đất rất là bằng phẳng quý vị anh chị. Tí nữa em sẽ thể hiện trên màn hình flycam, quý vị anh chị có thể thấy rõ. Cây bơ quý vị anh chị, cà rất là đẹp. Cà tơ, toàn bộ là cà tơ hết nha quý vị anh chị. Và với mức giá bán gia chủ mong muốn là 1 tỷ 150 triệu nhé. Quý vị anh chị đã có thể sở hữu cho mình một sản phẩm là một lô đất rẫy nhé, có sẵn nguồn thu trên đất như thế này. Rất là phù hợp quý vị anh chị mua về đây đầu tư, hoặc là chúng ta có thể định cư làm ăn sinh sống tại đây nhé. Mọi thông tin sản phẩm chi tiết thì quý vị anh chị có thể liên hệ cho em với số điện thoại em đã ghi trên màn hình nhé. Kết bạn Zalo em sẽ gửi đầy đủ thông tin, các giấy tờ pháp lý liên quan đến sản phẩm lô đất này. Quý vị anh chị có thiện chí thì có thể liên hệ trực tiếp cho em nhé. Em sẽ dẫn quý vị anh chị đến tận nơi xem sản phẩm này và gặp trực tiếp gia chủ để chúng ta thương lượng về giá cũng như là xem giấy tờ pháp lý nhé.
Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị anh chị đã quan tâm theo dõi kênh. Quý vị anh chị cho em xin một like, một đăng ký và bật chuông thông báo nhé, để nhận về những video sản phẩm mới nhất của kênh Bất Động Sản Tinh Liên Gia Lai chúng em nhé. Và bây giờ em sẽ thể hiện trên màn hình flycam ạ.